Chào các bạn, video này tôi xin tiếp tục giới thiệu các bạn danh sách mã lỗi của xem ủi D39EX-22 của Komatsu, phần 2 cũng là phần cuối cùng. Sau đây mời các bạn cùng xem. Ở phần video này, mã lỗi có từ DDU1KA đến DXK2KI. Mã lỗi đầu tiên đó là mã DDU1KA được xác nhận hộp đen của HST mã hành động E03, công tắc số 2 khóa di chuyển bị hở mạch. Mã DDU1KI được xác nhận hộp đen của HST mã hành động là E03. Nội dung lỗi là nguồn cung cấp cho công tắc khóa di chuyển số 1 và số 2 bị nắm mạch. Mã DGS1KA được xác nhận hộp đen HST mã hành động E01. Nội dung cảm biến nhiệt độ dầu HST bị hở mạch. Mã DGS1KX được xác nhận hộp đen HST mã hành động là E01. Cảm biến nhiệt độ dầu HST có giá trị ngoài tiêu chuẩn. Mã DHH5KA được xác nhận hộp đen HST mã hành động E02. Cảm biến áp suất bơm HST bên trái bị hở mạch. Mã DHH5KB được xác nhận hộp đen HST mã hành động E02. Cảm biến áp suất HST bên trái bị nắn mạch. Mã DHH6KA được xác nhận hộp đen HST mã hành động E02. Cảm biến áp suất HST bên phải bị hở mạch. Mã DHH6KB được xác nhận hộp đen HST mã hành động E02. Cảm biến áp suất HST bên phải bị nắn mạch. Mã DK10KA được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Cảm biến nhiên liệu bị hở mạch. Mã DK10KB được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Cảm biến nhiên liệu bị ngắn mạch. Mã DK30KA được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Cảm biến gốc lái bị hở mạch. Mã DK30KB được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Cảm biến gốc lái 1 bị ngắn mạch. Mã DK30KX được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Cảm biến gốc lái có giá trị vượt ra ngoài tiêu chuẩn. Mã DK30KZ được xác nhận hộp đen HST mã hành động E04. Cảm biến gốc lái bị ngắn hoặc hở mạch. Mã DK30N8 được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Cảm biến gốc lái có giá trị tín hiệu không đồng nhất. Mã DK31KA được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Cảm biến gốc lái 2 bị hở mạch. Tiếp theo mã DK31KB được xác định hộp đen HT mã hành động E03, cảm biến gốc lái 2 bị ngắn mạch. Mã DK40KA được xác định hộp đen HT mã hành động E03, cảm biến ba đạp phanh bị hở mạch. Mã DK40KB được xác định hộp đen HT mã hành động E03, cảm biến ba đạp phanh bị ngắn mạch. Mã DK55KX được xác định hộp đen HT mã hành động E03. Cảm biến đổi điện áp hướng lái bị mất tín hiệu. DK55KZ được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Bộ biến đổi điện áp hướng lái hở hoặc ngắn mạch. Mã DK55N8 được xác định hộp đen HST mã hành động E03. Bộ biến đổi áp hướng lái có tín hiệu ngoài giá trị tiêu chuẩn. Mã DK56KA được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Bộ biến đổi điện áp hướng lái 1 bị hở mạch. Mã DK56KB được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Bộ biến đổi điện áp hướng lái 1 bị ngắn mạch. Tiếp theo mã DK57KA để xác định hộp đen HST mã hành động E03. Bộ biến đổi điện áp 2 hướng lái bị hở mạch. Mã DK57KB để xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Bộ biến đổi điện áp 2 hướng lái bị ngắn mạch. Mã DNM0KX để xác định hộp đen HST mã hành động E03. Cảm biến tốc độ motor HST có giá trị vượt ra ngoài giá trị tiêu chuẩn. Mã DNM1KA để xác nhận hộp đen HST mã hành động E03. Cảm biến tốc độ motor HST bên trái bị hở mạch.
Mã DNM1KB được xác nhận vào bên HT mã hành động E03, cảm biến tốc độ motor HT bên trái bị ngắn mạch. Mã DNM1MA được xác nhận hộp đen HT mã hành động E03, cảm biến tốc độ motor HT bên trái bị hỏng. Mã DNM2KA được xác nhận hộp đen HT mã hành động E03, cảm biến tốc độ motor HT bên phải bị hở mạch. Mã DNM2KB được xác nhận hộp đen HT mã hành động E03, cảm biến tốc độ motor HT bên phải bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã DNM2MA được xác nhận hộp đen HT, cảm biến tốc độ motor HT bên phải bị hỏng. Mã DNM3KA được xác nhận hộp đen HT mã hành động E01, cảm biến tốc độ quạt nằm mát bị hở mạch. Mã DNM3KB được xác nhận hộp đen HT mã hành động E02, cảm biến tốc độ quạt nằm mát bị ngắn mạch. Mã DN21FF được xác định hộp đen HST mã hành động E03, công tắc hành trình bàn đạp phanh bị hỏng. Mã DV00KB được xác định hộp đen màn hình mã hành động E01, mạch còi kêu cảnh báo màn hình bị ngắn mạch. Mã DV20KB được xác định hộp đen của HST mã hành động E01, mạch còi lùi bị ngắn mạch. Mã DW4BKA được xác nhận hộp đen HT mã hành động E04, van điện phanh đỗ bị hở mạch. Mã DW4BKB được xác nhận hộp đen HT mã hành động E04, van điện phanh đỗ bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã DW4BKI được xác nhận hộp đen HT mã hành động E03, van điện phanh đỗ bị ngắn mạch, dây nguồn cung cấp. Mã DW7BKA được xác nhận hộp đen HST mã hành động E01, van điện đảo chiều quay quạt bị hở mạch. Mã DW7BKB được xác nhận hộp đen HST mã hành động E01, van điện đảo chiều quay quạt bị ngắn mạch. Mã DW7BKI được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03, van điện đảo chiều quay quạt ngắn mạch, nguồn cung cấp. Mã DW7EKA để xác định hộp đen HT mã hành động E04, nội dung lỗi là van điện từ phanh chậm bị hở mạch. Mã DW7EKB để xác nhận hộp đen HT mã hành động E04, van điện từ phanh chân chậm bị ngắn mạch. Mã DW7EKI để xác nhận hộp đen HT mã hành động E03, nội dung lỗi là van điện từ phanh chậm, ngắn mạch nguồn cung cấp. Mã DWN5KA được xác nhận hộp đen của HST mã hành động E01, nội dung là van điện từ EBC quạt bị hở mạch. Tiếp theo, mã DWN5KB được xác nhận hộp đen HST mã hành động E01, nội dung là lỗi là van điện từ quạt EBC bị ngắn mạch. Mã DWN5KI được xác định hộp đen HST mã hành động E02, nội dung van điện từ quạt EBC bị ngắn mạch, nguồn cung cấp. Mã DXA4KA được xác định hộp đen HST mã hành động E03, nội dung lỗi là van điện từ EBC của bơm HST bên trái trước bị lỗi. Tiếp theo là DXA4KB được xác định hộp đen của HST mã hành động E03, van điện EBC của bơm HST trái trước bị ngắn mạch. Mã DXA4KI được xác định hộp đen của HST mã hành động E04, nội dung lỗi là van điện EBC của bơm HST trái trước không kết nối dây nguồn. Mã DXA5KA được xác nhận hộp đen HST mã hành động E03, van điện EPC của bơm HST trái sau hở mạch. Mã DXA5KB để xác nhận hộp đen HST mã hành động E03, van điện EPC của bơm HST trái sau bị ngắn mạch. Mã DXA5KI để xác nhận hộp đen HST mã hành động E04, van điện EPC của bơm HST trái sau bị ngắn mạch, dây nguồn cung cấp. Mã lỗi
DXA6KA để xác nhận VLHT mà anh động E03. Nội dung lỗi là van điện EPC của bơm HST bên phải trước bị hở mạch. Mã DXA6KP được xác định hộp đen của HST, mã hành động là E04. Nội dung lỗi là van điện EPC của bơm HST bên phải trước bị ngắn mạch. Mã DXA6KI được xác định VLHT, mã hành động E04. Van điện EPC của bơm HST bên phải trước bị ngắn mạch nguồn cung cấp. Mã DXA7KA được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E03. Van điện EBC của bơm HST phải sau không kết nối. Mã DXA7KB được xác nhận hộp đen HST, mã hành động E03. Van điện EBC2 bơm HST phải sau bị ngắn mạch. Mã DXA7KI được xác định hộp đen HST, mã hành động E04. Van điện EBC bơm HST phải sau bị ngắn mạch dây nguồn cung cấp. Mã DXK1KA được xác nhận hộp đan HST mã hành động E02, van điện EBC motor HST trái bị hở mạch. Mã DXK1KB được xác nhận hộp đan HST mã hành động E02, van điện EBC motor HST bên trái bị ngắn mạch. Tiếp theo, mã DXK1KI được xác nhận hộp đan HST mã hành động E04. Nội dung lỗi là van điện EBC motor HST trái bị ngắn mạch dây nguồn cung cấp. Mã DXK2KA được xác nhận hộp đen HST mã hành động F01, van điện EBC motor HST phải bị hở mạch. Mã DXK2KB được xác nhận hộp đen HST mã hành động F02, van điện EBC motor HST phải bị ngắn mạch. Mã DXK2KI được xác nhận hộp đen HST mã hành động F04, van điện PC motor bên phải HST bị ngắn mạch dây nguồn cung cấp. Theo là DXK2KI mã hành động HST, xin lỗi, được xác định hộp đen của HST mã hành động E04. Như vậy tôi đã trình bày xong mấy các bạn mã hành động là HST, được xác định hộp đen của HST mã hành động E04. Nội dung lỗi là van điện PC EBC motor bên phải HST bị ngắn mạch dây nguồn cung cấp. Như vậy tôi đã trình bày xong các bạn danh sách mã lỗi phần 2 của xe máy ủi D39EX-22 của Komatsu. Tổng số phần 2 này có 68 lỗi trên tổng số toàn bộ xe là 148 lỗi. Ở phần 2 này danh sách mã lỗi có từ DU1KA đến DXK2KI. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợi.comatsuvietnam@gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới.